đi ngầm. Dự án này là gần 5.000 tỷ, như là 4.800 tỷ thôi các bác anh chị. Đó, rồi cái khúc này là cái khúc công viên. Đó, các bác anh chị thấy chưa? Khu này là đúng, mình gọi là dầu Bà Cố. Đi thẳng thì chúng ta về cái cổng của tại Hoàng Hoa Thám. Đó, đây cái góc đường này là đường Thăng Long nè. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 10 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2023. Trời Sài Gòn bây giờ đang khá là nắng nóng. Cô bác anh chị nghe một cái cuộc trò chuyện giữa hai chú xe ôm công nghệ ngày hôm nay. Nói chung là có cũng nhiều từ tiếng nước ngoài, nhưng mà chắc đó là cuộc sống của mình. Bây giờ người ta chạy ngoài đường người ta hay dùng tiếng nước ngoài lắm cô bác anh chị, trong cái giai bụi, trong cái thời buổi hội nhập. Đây em đang đứng trên con đường Nguyễn Văn Trỗi. Đây em chạy lên phía trước chút xíu đây. Nguyễn Văn Trỗi cách mạng 1 tháng 11 ngày xưa. Em chạy lên chút xíu để đó nó hơi ồn, tiếng nước ngoài nhiều quá em sợ cô bác anh chị cũng không hiểu. Ở đây là chúng ta chạy về ngay cái bộ tổng tham mưu của này cô bác anh chị bên phải, và cái công viên Hoàng Văn Thụ, tức là cái bãi đáp trực thăng bệnh viện dã chiến 3 ngày xưa nằm trên con đường Võ Tánh Hoàng Văn Thụ ngày hôm nay đó. Đi thẳng thì chúng ta về phi trường Tân Sơn Nhất, sau lưng của em thì chúng ta về cầu Công Lý, tức là con đường Công Lý. Ngày hôm nay là năm kỳ khởi nghĩa. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an, sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Trời Sài Gòn bây giờ thời tiết thì nắng nhưng mà lên clip thì đẹp thưa cô bác anh chị. Đây có một cái xe cà phê xá chợ quay, cà phê gì tùm lum hết, caramel rồi cà phê nhiệt đới, cà phê đường đen, cà phê kem sữa. Ngày hôm nay người ta chế ra nhiều loại cà phê khác nhau thưa cô bác anh chị, nó lạ hơn, nhưng mà em thì em thích cái hương vị cà phê truyền thống pha phin và nguyên chất, không pha sữa và không pha các cái loại hạt khác. Hôm nay có mặt ở đây thì mời cô bác anh chị cùng với em chạy một chút về hướng phi trường, và đặc biệt là em cũng muốn cập nhật một chút cái con đường Phan Thúc Duyện. Ngày hôm nay người ta đang làm cái công trình kết nối với nhà ga T3 của phi trường Tân Sơn Nhất, cấm xe rồi cũng nhiều đó. Và trong cái thời điểm về lúc này 10 giờ đang là cái thời điểm cao điểm của Sài Gòn mình đó các bác anh chị. Phi trường cũng là mùa hè, người ta đi lại cũng nhiều. Rồi em mời các bác anh chị cùng lang thang từ đây nha. Xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày tràn đầy niềm vui, bình an và nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Rồi em bắt đầu lăn bánh đi về phi trường Tân Sơn Nhất. Cũng lâu rồi em cũng không có về hướng này. Đây, bên phải của em, bên trái cũng vậy, con đường Võ Tánh năm xưa. Ngày hôm nay thì nó là Hoàng Văn Thụ. Nếu mà quẹo theo cái quẹo này nè, cô bác anh chị sẽ đi về hướng của ngã tư Phú Nhuận ra Hàng Xanh ha. Còn bên đi thẳng thì chúng ta lên phi trường. Và tất nhiên cái vị trí bên phải của em là cái vị trí của Bộ Tổng Tham mưu năm xưa. Góc này vậy chứ cũng rất là nhiều cái kỷ niệm. Em không biết đường Phan Thúc Duyện bây giờ có đi được hay không. Tại nhìn trên bản đồ thì thấy một cái bảng cấm rất là to thưa cô bác anh chị. Cái tên hơi khó đọc, Phan Thúc Duyện. Bên tay phải của em ở đây là cổng vào của doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thuộc Bộ Quốc phòng. Đó, Bộ Tổng Tham mưu năm xưa. Cái cổng vẫn hình như là cũng là cái cổng cũ này cô bác anh chị, vẫn còn đây nè. Còn bên trái của em là cái công viên Hoàng Văn Thụ, cũng là cái bài đáp trực thăng bệnh viện dã chiến 3 năm xưa. Vì dã chiến 3 năm xưa thì nó nằm ở ngay cái cầu đi bộ đó cô bác anh chị, cầu bộ hành đó. Rồi em đi lên con đường này.
Đường này hình như là Phan Đình Giót. Đúng rồi các bác anh chị. Ngay cái góc ngã ba này thì có một con đường phổ quang để chúng ta chạy về hướng của ngã ba Chú Ía nha, Gò Vấp. Còn bên trái đây là con đường Phan Thúc Duyện. À, Phan Thúc Duyện bây giờ là hình như là đường cấm rồi, không có chạy được tại vì người ta đang làm cái công trình kết nối với nhà ga T3 của phi trường. Không biết là cấm xe hơi hay là cấm hẳn các loại xe luôn. Em xì nhanh trái cái. Ủa, thế xe vẫn đi được bình thường á. Để em chạy thử coi. Trên bản đồ thì thấy cấm nhưng mà bên trái em đang nhìn thấy là xe đang chạy. Ở đây qua đường nó hơi cực đó các bạn anh chị. Đây nè. À, nó cũng thu hẹp lại một chút xíu rồi. Đây, ngay cái vị trí này của các anh chị ha. Bên tay phải của em là đường lên hướng phi trường cũng như là con đường phổ quang để đi về Gò Vấp. Còn góc này là chúng ta đi đi ngang con đường Phan Thúc Duyện hay chỗ công viên này đó. Phan Thúc Duyện đây. Ở đây lúc trước có cái cầu đi bộ ngang công viên nhưng mà bây giờ người ta dẹp rồi và cũng đốn một số cây cái xe nước đi mùa nắng bán được lắm này. Đây em chạy khúc này đi. Đây là con đường Phan Thúc Duyện, ngày nay người ta đang làm đấy thưa cô bác anh chị, kết nối nhà ga T3 của phi trường. Nó có cái đoạn đi ngầm bắt đầu từ đây tới cái con đường phía trước Tần Quốc Hoàng thì phải, đi ngầm. Dự án này là gần 5.000 tỷ, như là 4.800 tỷ thưa cô bác anh chị. Đó rồi, khúc này là khúc công viên, trà chanh mát mẻ. Có thể chạy xe vào công viên này đó. Sài Gòn mình bây giờ cũng ít cái mạng xanh, có mạng xanh cũng vui. Để xem mà. Mời cô bác anh chị uống miếng nước, khát nước à. Trời hôm nay cũng nắng. Có revive không chị? Cho em chai revive trắng. Mời các bác anh chị uống nước nha. Đây cái xe bán nước một ngày đấy. Dạ dạ không, được rồi. Cho em cái bọc ni lông á. Này cảm ơn chị. Con đường này ngày hôm nay là cấm tải thôi, còn là xe hơi vẫn đi được này các bác anh chị. Đó, xe hơi bình thường đi được nha, cấm xe tải. Rồi em mời cô bác anh chị đi tiếp. Công trường đang thi công này. Đó, em chạy thẳng cái con đường Phan Thúc Duyện luôn xem sao nha. Cái cầu đi bộ nằm ở đây này, đã đập rồi và cắt cái hàng cây bên tay phải. Đây là công viên Hoàng Văn Thụ thưa cô bác anh chị. Ơi cha,
con đường Phan Thúc Duyện ở đây thì chúng ta không đi được. Trời ơi, phải đi từ hướng phi trường đi xuống mới được. Này không đi được, rào luôn rồi. Đúng rồi, người ta cũng đang làm mà sao mà đi được. Ở bên kia là cũng rào lại để làm đó. Thì đoạn này mới là đoạn cấm đi. Đó. Rồi con đường Trần Quốc Hoàng bây giờ chắc là em sẽ mời cô bác anh chị chúng ta quẹo một chút về hướng Lăng Cha Cả đây. Ôi, bây giờ chỗ này bây giờ rộng quá. Em đang nhìn đường cho nên không có nói chuyện được. Khúc này đông xe lắm thưa các bác anh chị. Chạy mà lố quớ là ủi mình liền á. Hướng này là hướng đi về Lăng Cha Cả nha thưa các bác anh chị. Lăng Cha Cả Tân Bình, đường Trần Quốc Hoàng. Và ngay chỗ phía trước đây nè, là bên trái chúng ta quẹo đường Hoàng Văn Thụ, Võ Tánh đó, đi về lại hướng của ngã tư Phú Nhuận. Khúc này thì bây giờ cũng được mở rộng ra rồi. Còn đi thẳng nữa thì chúng ta qua Bùng Binh Lăng Cha Cả đi về Đầm Sen, hoặc là bên trái đi về chợ Nguyễn Văn Trỗi, Trương Minh Giảng đó. Ngày nay là đường Lê Văn Sĩ. Và bây giờ em sẽ mời cô bác anh chị chạy cái khu nhà ở bên tay phải em đây nha. Khu nhà của mảnh đất của phi trường năm xưa. Đó, bây giờ là nhà cửa quá trời luôn. Nhà cửa quá trời luôn. Bên phải em là đường Cộng Hòa đó, Lăng Cha Cả bên trái. Ngày hôm nay thì chỉ còn cái địa danh, cái tên thôi, chứ còn mà nhìn thì không giống như ngày xưa nữa đâu. Đoạn này á, thì có cái cổng Phi Long, cổng vào phi trường. Đi thẳng thì chúng ta về cái cổng của tại Hoàng Hoa Thám đó. Đây cái góc đường này là đường Thăng Long này, thì hình như là có cái cổng Phi Long ở ngay cái góc này. Bây giờ cái vị trí này nó cũng thay đổi rồi. Đường này là đường Cộng Hòa, ngày xưa thì nó nhỏ thôi đó. Bây giờ thì nó là con đường to lắm, kẹt xe cũng nhiều. Rồi em mời cô bác anh chị quẹo phải vào khu vực đường Thăng Long này nha. Bây giờ khu này giàu lắm cô bác anh chị, giàu lắm. Đất giàu là bởi vì cái đất ở đây nó mắc. Đó, ở đây là phi trường ở năm xưa. Càng ngày bây giờ người ta thu hẹp cái phi trường lại rồi xây nhà, phân lô. Nhà ở đây thì toàn là nhà cũng không mà, nhà mới không mà cô bác anh chị. Không có nhà cũ ngày xưa đâu. Cô bác anh chị có thể nhìn nè, những căn mà cũ lắm thì nó cũng có sau năm 75. Đó. Kinh doanh buôn bán nhiều lắm. Bởi vì cơ bản nó là một cái vị trí mà ngay cái vị trí phi trường đáp máy bay xuống là ra đây, cho nên là ăn chơi ở đây nhiều. Đây cái nhà cũ nằm này, bên này người ta cũng đang còn đập bỏ rồi nè. Cuộc đời mưu sinh này. Đó, cơ bản thì chỗ này là ăn uống rồi nhiều. Đường Thăng Long bên trái là đường Giải Phóng này. Em đi cái con đường Thăng Long này chút xíu coi. Đây người ta đóng cửa nguyên một cái nhà hàng luôn á.
này chắc có lẽ buổi tối mới mở nè. Tối mới mở bên phải em á. Năm miền. Năm viên. Cộng thực 5 viên. Hồi xưa em có một vài người bạn ở đây khi học trường Đại học Công nghiệp á, có một vài người bạn ở đây và gia đình đa số là người Bắc á cô bác anh chị. Sau năm 75 thì khu này mới hình thành. Ở đây chắc là đường Phan Thúc Duyện nè. Lần đầu tiên em đi vào cái khu này, kể cả ngày xưa đến giờ em cũng ít khi đi luôn thưa cô bác anh chị. Đây Phan Thúc Duyện là cô bác anh chị chạy ra ngay cái công viên nha. Chỗ này là bây giờ cấm xe tải. Đường này chạy ra tới công viên thì ngay chỗ cái đường Trần Quốc Hoàng đó thì nó còn một khoảng nhỏ để xe máy chui ra thôi. Lúc nãy đứng bên kia em nhìn vào em thấy nè, ở đây lần đầu tiên chạy vô đây luôn á. Mười mấy gần 20 năm ở cái vị trí này ở Sài Gòn thì hôm nay mới đi vào đây. Ngày xưa có đi vào nhà bạn như em nói lúc nãy đó, nhưng mà đi cái đường ngoài kia kìa, đường Thăng Long mới vào đó, không có đi đường này. Đó, ở đây là người ta đang làm nè thưa cô bác anh chị, đang khoan rồi đó, công trình đang thi công. Đây ồ, đất đá nó bay tùm lum hết. Đây nhà ai mà to dữ. Bên phải của em có một cái khu gì đây, hội cựu chiến binh hả? Hay là cái khu gì đây mà rào chắn lại. Đây là con hẻm kiểu mẫu của mấy anh chị. Ở đầu đường nó có để cái tên là hẻm kiểu mẫu, không biết kiểu mẫu là cái kiểu gì. Ví dụ như là hẻm nhiều nhà lầu, hẻm đẹp hay hẻm không có rác, hay là hẻm không có dây điện nhung nhăng. Còn mà nếu mà em thấy hẻm kiểu mẫu thì đây nó cũng như những con hẻm khác thôi, không có khác gì cả. Khu phi trường lạc vào cái vùng đất phi trường Tân Sơn Nhất ngày xưa. Đây nè, em đi lui lại một tí, chỗ này người ta để là hẻm kiểu mẫu. Trong này nhà xe, nhà lầu, xe hơi. Mà xe hơi là xe Lexus, không có anh chị. À đây đây đây, tiếng hẻm kiểu mẫu văn minh xanh sạch đẹp. À, thì cô bác anh chị nãy giờ em chạy, cô bác anh chị thấy như thế nào? Văn minh thì mình chưa tiếp xúc thì chưa biết, xanh sạch đẹp thì đó, như vậy thôi. Hẻm kiểu mẫu đó. Đây. Wow. Tổng cục hậu cần bộ quốc phòng, công ty cổ phần 26. Ở đây thì chúng ta đi ra lại đường Trần Quốc Hoàng. Phi trường à, này không có quẹo trái được đó thưa cô. Sao không có bảng cấm quẹo trái? Chắc quẹo được, không thấy bảng cấm. Đây, đây là ra lại đường Trần Quốc Hoàng, công viên Hoàng Văn Thụ. À, hướng về lại Lăng Cha Cả đây cô bác anh chị. Bây giờ em sẽ đi quẹo vào con đường Phan Thúc Duyện nha. Trời ơi, đất ở đây bây giờ đắt đỏ lắm. Giờ ta gọi là đất sân bay mà. Đó, em sẽ quẹo đường Phan Thúc Duyện nè. Chỗ này là bây giờ là cấm xe ô tô dạng lớn 40-50 chỗ với lại chấm xe tải, còn xe hơi bình thường 9 chỗ đi được. Đây hẻm, những cái con hẻm kiểu mẫu. À, bên phải của em là cái công ty cổ phần 28, 26 gì đó thuộc tổng cục hậu cần bộ quốc phòng.
khu này thì nhà dân ở, rồi bắt đầu cũng có những cái doanh trại, những cái khu quân sự, quân đội. Đây này em chạy nhanh chút xíu có bác anh chị, tại vì đường nhỏ đó. Rồi bắt đầu em đi đường Phan Thúc Duyện tiếp này. Nói chung là cái khu này bây giờ nó lạ lắm cô bác anh chị, khác lạ lắm, và nói chung là nó cũng rất là giàu nha. Bên phải em ở đây là đền thờ của Phan Chu Trinh thì phải, mộ di tích lịch sử quốc gia đó. Mộ phần của cụ Phan Chu Trinh. Rồi em về lại con đường Phan Thúc Duyện và con đường Thăng Long. Bây giờ em sẽ quẹo con đường Thăng Long chút xíu nha, tại vì nó là một con đường đi thẳng từ ngoài Lăng Cha Cả đi vào. Em thử đi tới cuối đường Thăng Long coi nó ra đâu. Cái khu này đã thiệt chắc, gọi là khu nhà giàu mà cố luôn đó cô bác anh chị. Còn đi thẳng hình như là cũng vào những cái khu quân sự. Bộ quốc phòng rồi đó. Ở đây em quẹo bên tay phải nha, con đường Thăng Long. Đây là đường Nguyễn Cảnh Di. Không phải của em này. Em chạy tí Nguyễn Cảnh Di hay đi đâu đây à. Mấy con đường này thì nó hơi Nguyễn Cảnh Di chứ, tên lạ quá ha. Trời ơi, nhà cửa nơi đã này. Đường Nguyễn Cảnh Dĩ. Trong này hẻm hóc rồi không á, hẻm nhiều á. Đó, có anh chị thấy không? Nhà ở đây cũng, nó không phải là những cái nhà giống như cái khu nhà mẫu, giống như cái khu nhà liền kề mới xây ngày hôm nay, nhưng mà nó thuộc dạng đại gia không. Nhà gì đâu, kín cổng cao tường to to không. Đường Nguyễn Văn Văn Mai hả? Nguyễn Văn Nại. Nguyễn Văn Mại. Đường Nguyễn Văn Mại có các anh chị. Mại là chữ Nguyễn Văn Mại. Đây này. Chữ này hơi nhỏ mà các anh chị có thấy không? Đó, Nguyễn Văn Mại. Em đi thử con đường cái cảnh dĩ này coi, lạ hoắc luôn á, mấy con đường tên lạ, đường Nguyễn Cảnh Dĩ này, đường Nguyễn Văn Mại. À đây là con đường gì, Nguyễn Văn Mại luôn. Ở đây là quận Tân Bình á, có mấy anh chị. Đây có cái nhà người ta đang sửa lại nhưng mà đẹp. Ôi trời, khu này là cái khu đại gia không có quá anh chị. Đây này, nhà này đang sửa này, họ làm theo kiến trúc gạch 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 ống gạch gạch thẻ đó. Nhà này đó, có quá anh chị thấy chưa, khu này là đúng mình gọi là giàu bà cố. Ra hướng của phi trường biệt thự Hoàng Anh. Đây ra hướng của phi trường, hướng của con đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàng các bác anh chị.
Rồi, em quẹo lại. Đó, biệt thự Hoàng Anh này. Đó, anh chị thấy chưa? Nhà xây bằng gạch thẻ từ ngoài từ dưới lên trên. Rồi đường Nguyễn Văn Mại em đi ra lại. Lâu, không phải là lâu mà là lần đầu đi vào đây luôn. Trời ơi, đầu em mới có cơ hội chạy vào đây ha. Cái nhà cửa đây ghê quá. Đây đường Nguyễn Văn Mại đây. Trong này những con hẻm là đều là xe hơi chạy được hết nha. Con hẻm, những con hẻm ở đây, những con đường ở đây là xe hơi chạy được hết. Con hẻm cũng vậy. Đó. Em đi con đường Nguyễn Văn Mại này, có vô trong kia là vô đâu? À, vô cuối đường. À có đường đường, có cái ngã tư phía trước kìa. À, có cái ngã tư phía trước nha. Trái. Ghê thiệt. Khu này đúng là biệt thự đồ nhiều lắm các anh chị. Nhà dạng đại gia đồ lắm. Hoặc là quan hệ rộng á. Điều này chúng ta ra lại con đường Thăng Long á. Này. Thăng Long mà còn quẹo phải được nữa. Con đường này cũng rộng lớn ghê chứ. Em đi có chút xíu chứ mấy, nãy giờ chạy mới có chút xíu mà, nhưng mà loanh quanh cái khu này thôi mà vẫn chưa hết ấy. Bên trái em là khu quân đội, doanh trại quân đội. Con đường Thăng Long này chạy tới cuối đường. À, tới đâu đây, cứ đi thử coi xem sao. Khu này thì về logistics nhiều, vận chuyển quốc tế, hàng không. Đây là đường Nguyễn Văn Vĩnh, chạy thử chút xíu coi. Nguyễn Văn Vĩnh Điền Khang. Đây là hẻm số 5. Đây là Nguyễn Trọng Lôi. Đó, cà phê đây là Nguyễn Trọng Lôi của anh chị trời. Đó, Nguyễn Trọng Lội. Sao cái tên nó cứ dấu nặng không, em cũng không hiểu nữa. Gì? Nguyễn Văn Dị, Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Văn Mại. Đây là ra đường Hậu Giang. Đó, đây là ra đường Hậu Giang. Bên phải là quẹo ra Trường Sơn, phi trường. Bên phải em là cái vọt của BHL Logistics, Tân Sơn Nhất, vận chuyển hàng hàng không. À, rồi phi trường Tân Sơn Nhất ngày hôm nay đó cô bác anh chị, chóng mặt luôn á. Toàn là đại gia giàu không à. Chu cha, bên trái là ra Cộng Hòa và An Sương á. Nói chung là em mới đi có một khoảnh nè, đường Phan Thúc Duyện còn chưa có đi mà. Đi mới còn khúc mà nãy giờ cái khu này chạy không muốn hết luôn á. Wow, ghê thiệt.
Và thú thật với cô bác anh chị là hôm nay đây là lần đầu tiên em vào đây ấy nha. Ở đây gần 20 năm nhưng mà đây là lần đầu tiên em chạy vào cái khu này này. Ngay cả đi chơi đi dạo ngày xưa cũng không có vào đây luôn. Cái khu này nó gần phi trường, ít khi mà em bán mẹ bén mạng về đây lắm cô bác anh chị. À. Wow. Phần nào đó thì cuộc sống ở đây nó cũng khác xa những cái khu em thường hay đi. Khu này vây quanh rất là nhiều khu doanh trại quân đội, tổng phân cục. À, rồi bộ tư lệnh, bộ quốc phòng rồi ghê á. Chắc bây giờ em quẹo một tí, một chút con đường Phan Thúc Duyện đi. Thử coi nó chạy này thẳng Phan Thúc Duyện bên phải nó đi về tới đâu. Có thể là ra hướng An Sương đó cô bác anh chị. Đây ngã tư Phan Thúc Duyện với Thăng Long. Đó, mấy cái biệt thự bên trái của các anh chị thấy không? Nhà cao cao. Cây cao cao. Ồ, đường Phan Thúc Duyện này là đi thẳng vô. Đây Vietstar nè, xe thư báo đi thẳng vô doanh trại quân đội đây. Đó, doanh trại quân đội. Tòa nhà văn phòng gì đây? Ga hàng hóa. À, ở đây là chúng ta vô ga hàng. Đi gửi hàng đó. Có mấy anh chị đi gửi hàng rồi đó. Này là vô doanh trại quân đội nha. Đó, em quẹo ra lại thôi chứ mình không có việc gì vô đó hết. Đó, khu nhà này. Wow, chóng mặt luôn. Cấm tụ tập buôn bán quay phim chụp hình. Dừng đổ xe ra đây và đi bộ là thế nào bị lụm đó các anh chị. Không có cho quay phim chụp hình rồi đó. Em đi lỡ vô đây thì quay chia sẻ cái cảnh vật thôi, cho nên chắc là cũng không sao. Đường Phan Thúc Duyện. Nhưng mà nếu mà người ta thấy mình đi bộ là người ta không cho đó của mấy anh chị bắt á. Đây là đường Đồ Sơn. Rồi không có nhiều thời gian để đi hết được. Khu này ít hơn chắc còn phải về thực hiện cái nữa. Nhiều vị trí còn chưa đi quá. Đặc biệt cái khu bên phải của em đây, em đang đi con đường Thăng Long. Đây là đường Ba Vì. Thôi quẹo cái như thế này đi. Nhà cửa này. Ba Vì như cũng giống như cái khu ở dưới cư xã Sĩ Quan Chí Hoàng ha. Xã Bắc Hải cũng có Ba Vì. Nhưng mà con đường này hình như nó là đường cuộc rồi. Ở bên trái đây có một con đường. Tao có đi được không? Ồ, đây có một cái cổng. Ở đây là nhận hàng, gửi hàng rồi không có các bạn chị. Nhận ship hàng rồi đó. Cái này đi vô công ty gì ta rồi. Chắc phải quẹo ra thôi. Không có đi được này. Để vô. Công ty.
thôi chắc là em sẽ tạm dừng cái clip của mình, cũng dài, đi chưa hết, trong khu này còn nhiều vị trí quá. Chắc là mai mốt phải ghé về đây lại một lần. Đây có một con kênh nha, kênh, mấy con kênh nhỏ nhỏ trong khu dân cư thường nó dơ lắm cô bác anh chị. Ra đường này là ra lại đường Thăng Long, rồi em phải quẹo phải để về hướng của Cộng Hòa, hướng lên Cộng Hòa đó. Và chắc là em sẽ xin tạm dừng các clip ở đây. Hôm nay mời cô bác anh chị đi dạo một chút ở cái khu phi trường, đất phi trường năm xưa, bây giờ nhìn không ra luôn đó. Mà chắc là cô bác anh chị nhìn không ra, chứ còn em thì giờ mới được nhìn mà ra cái gì. Đây, em xin tạm dừng cái clip và xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày tràn đầy niềm vui, bình an. Chúng ta xem lại cảnh vật cũ để một chút nào đó hồi tưởng thôi, và có sự khác biệt hay không thôi. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Đây là con đường Cộng Hòa này. Ở đây thì chúng ta phải bắt buộc quẹo phải nha, muốn quẹo trái thì phải quẹo ở đây. Con hẻm này nè, hẻm là đâm ra ngay lăng Cha Cả luôn. Lúc đó chúng ta có thể đi thẳng vào đường Hoàng Văn Thụ hoặc là Lê Văn Sĩ được. Tức là đường Lê Văn Sĩ là Trương Minh Ký đó. Đoạn đó là Trương Minh Ký, còn Hoàng Văn Thụ là Võ Tánh năm xưa. Em xin tạm dừng các clip. Bye bye.